Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4 tuần 28 trang 63, ôn tập giữa học kỳ 2 tiết 5. Đề bài là tóm tắt vào bảng sau. Nội dung các bài tập đọc là truyện kể đã học trong chủ điểm những người quả cảm. Như vậy thì các em sẽ xem lại những cái bài tập đọc là truyện kể trong chủ điểm những người quả cảm để chúng ta tóm tắt nội dung chính và cái nhân vật vào bảng dưới đây. Thì ở trong chủ điểm những người quả cảm thì chúng ta có tất cả là 5 bài tập đọc là truyện kể. Như vậy bài đầu tiên đó là bài Khuất phục tên cướp biển. Bài thứ hai là Gavroche ngoài chiến lũy. Bài thứ ba, dù sao trái đất vẫn quay. Và bài số 4 là con sẻ. Như vậy, đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt như sau. Tên bài đầu tiên là, số 1 là khuất phục tên cướp biển. Rồi nội dung chính của bài này thì ca ngợi hành động dũng cảm của bác sĩ Ly. Trong cuộc đối đầu với tên cướp biển, khiến hắn phải khuất phục. Rồi, nhân vật thì có nhân vật đó là bác sĩ Ly và tên cướp biển. Rồi, bài thứ hai là Gavroche ngoài chiến lũy. Và nội dung chính là ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Gavroche. Nguy hiểm. Ra ngoài chiến lũy nhặt đạn tiếp tế cho nghĩa quân.
Rồi về nhân vật thì có Gavroche. Rồi Enjolras. Rồi tiếp theo là Cút Phay Rắc. Rồi tiếp theo bài số 3 đó là Dù sao trái đất vẫn quay. Nội dung chính là ca ngợi hai nhà khoa học Copernic và Galileo dũng cảm. Kiên trì bảo vệ chân lý khoa học. Thì đó là nội dung của bài Dù sao trái đất vẫn quay, là ca ngợi hai nhà khoa học Copernic và Galileo dũng cảm kiên trì chân lý khoa học. Và nhân vật đó là Copernic. Và Galileo. Rồi tiếp theo bài số 4 đó là bài Con sẻ. Nội dung là ca ngợi hành động dũng cảm. Xả thân cứu con của sẻ mẹ. Và nhân vật ở đây là con sẻ mẹ, sẻ con. Rồi nhân vật tôi. Và con chó săn.
Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.